Nhân kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2020, sáng nay, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà Hội Cựu Chiến binh tỉnh đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác xây dựng hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, các hội viên luôn gương mẫu thực hiện đạt hiệu quả cao trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động, công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng. Hiện tỷ lệ gia đình hội viên nghèo giảm xuống còn 0,66%. Những kết quả này góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Phát huy truyền thống 31 năm, đồng chí đề nghị Hội Cựu Chiến binh tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, trong đó hội cần bám sát cơ sở hơn nữa, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, vận động cán bộ hội viên phát huy bản chất tốt đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.